và những cái thông tin mà thần vừa chia sẻ với các bạn đó là phần lớn liên quan tới thị trường tài chính nói chung nhưng mà nói riêng về thị trường crypto đó đây là một trong những cái thời điểm giống như là các bạn đã từng thấy trước đây trong cái những lúc mà chúng ta thấy là không có rõ ràng xu hướng thị trường nó đang có cái sự bất ổn không ai biết được là trong thời gian ngắn nó sẽ ra sao có những thông tin nào có thể thay đổi được à, tình hình vân vân những lúc như là chúng ta nói tới như là cái thời điểm mà bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ hay là chúng ta nói tới cái thời điểm mà dịch bệnh vừa bùng phát thì cái thời điểm bây giờ nó nó cũng tương tự chúng ta lại một lần nữa nghe nói tới dịch bệnh có thể bùng phát trở lại chúng ta đã nghe nói tới phần trăm lạm phát chúng ta đã nghe nói tới là cái khả năng là sẽ có một cái uh, suy thoái tài chính nó sẽ tới rất là nhanh khiến cho nhiều người đã bắt đầu lo sợ trở lại và cũng những lúc này đó là những lúc mà cá voi rất là thích làm mọi người lo sợ để mà các bạn bán bitcoin của mình trong tay cho họ các bạn thấy được là gần đây đây chúng ta thấy hiện tượng gì xảy ra trên màn hình các bạn đó đây là cái uh, cái chỉ số cá voi có nghĩa là chúng ta thấy được trên những cái sàn đó cái tỷ lệ giao dịch đến thì cái ví lớn đó là chiếm phần trăm bao nhiêu thì các bạn thấy được là cách đây một ngày thôi thật ra đây là tài liệu để xem coi hôm nay là Ngày 11 tây. Thì cái tây 2 ngày nghĩa là cuối tuần qua là chúng ta lại thấy động thái cá vôi rất là cao. Các bạn đã thấy được là cái đường này nó cứ tăng lên. Và chúng ta đã thấy tới cái thời điểm là ngày 9 tây đó, cái tây hai ngày. Ngày hôm đó, đó, cái tỷ số cá vôi trên những sàn giao dịch đến từ những cái vi lớn đã lên tới là 79,2% rồi. Như là gần như là 8 trên 10 giao dịch là lớn từ những cái vi lớn. Thì các bạn thấy được đây là những cái dấu hiệu cho thấy được là đây là những lúc mà cá vôi rất là thích quanh thành và làm cho mọi người lo sợ càng lo sợ thêm nữa họ sẽ lợi dụng những cái thời điểm như thế này thêm bởi đó đó thì chúng ta thấy được là đương nhiên tại vì sao tại vì chúng ta thấy là cái số lệnh đồng bẩy rất là cao và ngay hôm nay đó chúng ta thấy trong vòng 24 giờ cái số lượng lệnh bị thanh lý đó lên tới 400 32 triệu đô la này cũng coi như là tương đối là cao rồi đó không cao như là những lúc các bạn thấy được là nhiều khi lên hơn 1 tỷ đô la một ngày lệnh bị thanh lý nhưng mà hôm nay cũng coi như là cao 432 triệu đô la lệnh đòn bẩy bị thanh lý ngày hôm nay trong vòng 24 giờ đó 134.052 trader bị thanh lý và trong vòng 4 giờ qua đó các bạn thấy là lệnh nào bị thanh lý Chúng ta thấy phần lớn đó là lệnh long bị thanh lý Nhưng mà cũng không có nhiều lệnh long bị thanh lý như các bạn nghĩ đâu Các bạn thấy được là trong vòng 4 giờ qua đó là 59,77% lệnh long bị thanh lý trên những sàn lớn như là Binance, Bybit vân vân Có nghĩa là 6 trên 10 giao dịch bị thanh lý đó là long Còn lại 4 trên 10 là lệnh short Và tỷ lệ long short bây giờ trên thị trường là bao nhiêu Thì chúng ta có thể nhìn vào tài liệu trên Conclass đó thì chúng ta sẽ nhìn vào trong vòng một giờ qua thì các bạn thấy được là bây giờ đó vẫn nghiêng về là có nhiều lệnh short hơn 51,72% là short còn lại là 48% là long và chúng ta thấy được là cái tỷ số những lệnh đồng bảy rất là cao và cả hai bên luôn có long có short trong khoảng đương nhiên một phía nào hết khả năng rất là cao các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có thể thấy là ngược lại tình hình nếu như ngày mai thông tin liên quan đến CPI đó được chia sẻ rồi sau đó chúng ta có thể thấy được là giá lại có cơ sự hồi ngược trở lại thanh lý lệnh xót cũng là một điều mà không làm thử bất ngờ đâu cũng đã từng xảy ra nhiều lần rồi các bạn cũng đã biết bây giờ mọi người lo sợ nhưng mà khi mà có chỉ số CPI đó được chia sẻ thì mọi người lại bớt lo sợ hơn À, các bạn thấy được rất là vô lý nếu như mà mọi người đó lo sợ phần trăm lạm phát tăng cao thì tại sao lại bán tài sản của mình? Tại vì các bạn nên biết đó là phần trăm lạm phát tăng cao thì một trong những cách hiệu quả nhất để mà chống lại lạm phát bảo vệ tài sản của mình đó chính là các bạn lưu trữ tài sản chứ đâu có phải là các bạn lưu trữ tiền mặt đâu. Các bạn bây giờ là các bạn bán tài sản của mình, các bạn bán, bán chứng khoán, bitcoin, ethereum, crypto của mình, những tài sản đó các bạn bán rồi các bạn lấy tiền gì đâu? Trong khi mà cái lý do tại sao thị trường bất ổn là lo sợ đến lạm phát cho nên thị trường lúc nào cũng vậy nó có thể là hoạt động bất hợp lý lâu hơn là bạn còn vốn nhưng mà sớm muộn gì thì những người đầu tư họ cũng sẽ nhận ra được mà thôi Bây giờ chúng ta nói tới một số những cái dữ liệu on-chain đi thì cũng dài ngày rồi chúng ta không có nói tới những cái tài liệu này. Thì trước hết đó, nói về cái số lượng Bitcoin trên những cái sàn giao dịch thì như thế nào trong cái tình hình như thế này. Thì khi mà thường zoom vào đó đây là tài liệu tính theo giờ. Thì chúng ta có thể thấy là gần đây đó đúng là chúng ta có thêm một số lượng Bitcoin ở trên những cái sàn giao dịch. Có nghĩa là cái động thái là có Bitcoin tiếp tục đẩy lên trên sàn nhưng mà khi mà các bạn zoom ra đó thì các bạn thấy được là nó cũng không phải là nhiều lắm đâu coi như là đây cũng không phải là một cái gì đó chúng ta cần phải quan tâm hiện bây giờ có thêm một ít bitcoin trên sàn so với lại cái t hai tuần mà thôi như là các bạn thấy trên màn hình đó, nó không có đủ để chúng ta nói là bây giờ đã cái xu hướng đã thay đổi rồi tại vì rất nhiều lần các bạn thấy được là một thời gian ngắn trong vòng một hai tuần đó, có thêm bitcoin trên sàn rồi sau đó à, tiếp tục là bitcoin rút ra khỏi sàn đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây Kế tiếp nữa đó là chúng ta thấy là tài liệu tương tự liên quan tới Ethereum thì ra sao? Ethereum thì khác biệt không một chút. Các bạn có thể thấy được là mặc dù là giá cũng đi xuống cùng với lại BTC nhưng mà Ethereum tiếp tục và tiếp tục rời khỏi sàn hiện bây giờ. Cho nên điều này khác với Bitcoin. Còn nói tới là thời điểm bây giờ đây thì chúng ta có thể thấy được là ai đang bán ngoại trừ chúng ta mới vì nói tới là một số những nhà đầu tư ở trên phố Wall đó có thể là họ có cái động thái là bán tài sản của mình trong đó có Bitcoin thì chúng ta còn thấy ai bán nữa khi mà chúng ta nhìn vào chỉ số MPI đó đây là chỉ số đại diện cho có phải là có nhiều động thái từ thợ đào hay là không thì các bạn đã thấy là trong vòng mấy ngày qua đang nguội trở lại cái đường màu xanh này một lần nữa đã nằm bên dưới cái đường chấm chấm đỏ đỏ này có nghĩa là cái chỉ số này đã không cho thấy dấu hiệu là thợ đào đang có động thái nghĩa là không phải là động thái bán đến từ thợ đào và chúng ta có thể nhìn thấy một số những cái tài liệu chia sẻ ở trên Twitter như là đây là tài liệu đến từ Plan C bạn thấy được chứ đây chúng ta có Plan B Plan B không ổn trên đổi qua Plan C Plan C đó chia sẻ cái thông tin này đó đến từ Classno thì cũng là tài liệu on chain nhưng mà cho thấy được điều gì đây là tài liệu đó là những cái bịch hồi ở hơn một năm và chúng ta nhìn vào đây là cái tài liệu trung bình 12 giờ qua thì chúng ta có thể được là những cái Bitcoin hơn một năm đó hầu như thời điểm bây giờ. Những Bitcoin nào hơn một năm đó thì động thái di chuyển rất là thấp có nghĩa là chúng ta không thấy những cái holder mà chơi một năm đó sợ khi mà giá xuống lần này hầu như là không có động thái của những người đó hầu như là những ai mà được cho một năm thì cũng đã quen với những cái cảnh này rồi cho nên lòng tin vững chắc hơn chúng ta vào thị trường này là không phải là vào tính theo ngày tính theo tuần tính theo tháng mà chúng ta tính theo năm cho nên những cái đợt đi xuống này đó cũng là bình thường mà thôi đối với thuận cũng không gì gọi là lo lắng hết tại vì các bạn phải nhìn vào tương lai của thị trường này là ra sao và càng ở cái mức thấp thì càng có thời gian để mà tích lũy những thời điểm tốt nhất để tích lũy đó là những thời điểm ảm đạm nhất trong thị trường này đó là điều mà thường cũng từng chia sẻ với các bạn rồi có nghĩa chúng ta không thấy động thái của những nhà hodl mà hơn một năm chúng ta có thể nhìn thấy được một tài liệu nữa đó cũng có thể giải thích được điều này đây là tài liệu long term hodl nupl đã lâu rồi chúng ta không nói tới NUPL tại vì lâu rồi cũng đâu có gì để mà nói đâu. Chúng ta đâu có những cái đỉnh mới cho nên tài liệu này đó cũng không có quan trọng bây giờ. Nhưng mà Nancy đó một lần nữa đã chỉ ra được là chúng ta nhìn vào chỉ số NUPL Bây chỉ số lời lỗ của những nhà đầu tư dài hạn đó thì chúng ta thấy được trên đây đó là có một số màu Những màu này đó là đại diện cho là họ lời bao nhiêu hay là họ lỗ bao nhiêu Màu đỏ là đang lỗ, màu cam đó là lời một ít, màu vàng là đang lời Màu xanh lá cây đó là đang lời cũng khá khá rồi và màu xanh dương đó là cực kỳ lời thì tài liệu này đó mỗi lần chúng ta thấy được màu xanh dương xuất hiện là chúng ta nên à, chuẩn bị à, để mà đón mùa đông đi đó là những gì chúng ta đã nói tới trước đây thì bây giờ chúng ta thấy là phần lớn những nhà đầu tư dài hạn đó thì vẫn nằm trong cái dùng màu xanh lá cây có nghĩa là vẫn còn lời khá khá vì lý do đó cái sự lên xuống này đó cũng không có làm ảnh hưởng đến những nhà đầu tư lâu dài một lần nữa tài liệu này tiếp tục hỗ trợ cái tài liệu được chia sẻ bởi plan c ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy là ai đang bán thì bây giờ thì ngoại trừ những cái nhà đầu tư của Phú Hoa thường vừa chia sẻ ra đó thì là những nhà đầu tư ngắn hạn đây là chỉ số short term hodler SOPR cho các bạn thì được là những nhà đầu tư ngắn hạn lời lỗ ra sao và ngắn hạn là bao nhiêu ngắn hạn đó thì chúng ta thấy được là những người mà lưu trữ Bitcoin dưới 155 ngày thì chúng ta thấy được là tình hình đó, từ cuối tuần tới bây giờ đó để Thuận à, zoom vào để các bạn thấy rõ hơn Khi mà chúng ta nhìn vào cái này đó Các bạn có thể đọc một cách đơn giản là như thế này Nhìn zoom vào các bạn sẽ thấy rõ hơn Là cái đường mà chấm chấm này đó Các bạn thấy trên màn hình đó Trên cái đường này có nghĩa là những Bitcoin đi di chuyển đang, đang có lời Dưới cái đường này đó Nghĩa là những Bitcoin đi di chuyển là lỗ Thì các bạn đã thấy là từ thời điểm ngày 11 Có nghĩa là ngày hôm nay đó Và trước đó nữa là cuối tuần qua Các bạn thấy được là từ ngày 10 tới ngày 11 Hôm qua tới hôm nay đó Các bạn thấy được là cái đường này Đường màu xanh này đã tiếp tục nằm bên dưới cái đường chấm chấm gạch gạch này có nghĩa là những nhà đầu tư ngắn hạn họ đang lo sợ mặc dù là lỗ có nghĩa là con số mà các bạn nhìn thấy đó short term horror SOPR mà dưới số 1 đó là những bitcoin không đi di chuyển là lỗ thì các bạn đã thấy rất rõ ràng là cho dù lỗ những nhà đầu tư ngắn hạn họ vẫn di chuyển có nghĩa là dấu hiệu là những nhà đầu tư ngắn hạn lo sợ và họ bán chứ không phải là đến dài hạn cái sự xuống giá này hầu như là không có thấy cái sự ảnh hưởng đến thợ đào và những nhà đầu tư dài hạn. Chúng ta chỉ thấy sự ảnh hưởng đến những nhà đầu tư ngắn hạn và những nhà đầu tư trong phố Wall mà thôi. Đó là điều thường muốn chia sẻ ở đây. Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Đây là những tài liệu mà thường sẽ tiếp tục chia sẻ một số những cái hobby cùng với các bạn. Nhưng mà trước hết, có một điều khác nó cũng cho các bạn thấy được là những nhà đầu tư lớn, họ cũng thấy tình hình thị trường tài chính nói chung bất ổn họ cũng không muốn lưu trữ một số crypto của mình. Đó là cái dữ liệu đến từ Core share mỗi tuần đó chúng ta đều nhìn cái thông tin này. Thông tin này là thống kê những quỹ đầu tư lớn đó thì tuần vừa rồi là họ đẩy tiền vào trong thị trường này hay là họ, họ rút tiền ra đến từ những cái quỹ lớn như là Rayscale chẳng hạn thì chúng ta đã thấy được là trong tuần vừa rồi đó sau hai tuần có cái sự uh, tăng trưởng nghĩa, có nghĩa là càng thêm tiền vào trong thị trường này thì tuần vừa rồi là cái tuần mà có cái nguồn tiền rời khỏi thị trường này có thể nói được là tuần vừa rồi đó tuy là cái thanh này đã chỉ xuống nhưng mà nó không có dài như là cái thanh một tuần trước đó có nghĩa là cái tiền đi ra khỏi thị trường tuần vừa rồi vẫn thua cái số tiền đi vào trường này tuần trước đó nhưng mà con số đó thì cũng không có nhỏ đâu các bạn thấy được trong vòng một tuần đó đã có 134 triệu đô la rời khỏi thị trường này đến từ những quỹ lớn như là cái quỹ tuy iq uh, quỹ CoinShare XPT, pro uh, ProShare ETC Group vân vân những quỹ lớn này thì cái số tiền này rời khỏi là những cái đồng nào các bạn thấy được là những cái đồng mà họ đầu tư trên màn hình thì cái phần lớn trong 134 triệu này ra phần lớn là 131,8 triệu là rời khỏi BTC 15,3 triệu rời khỏi Ethereum Ripple thì 2,6 triệu rời khỏi những đồng khác đó thì ngược lại có cái số tiền đi vào thị trường này đến từ những cái quỹ giống như chúng ta nói tới là Solana có thêm 3,7 triệu đô la Litecoin thì 0,6 triệu, Polkadot 0,4 triệu Donald thì thêm một triệu đô la. Thì con số rời khỏi này đó, các bạn có nên lo lắng hay là không? Thì cũng không cần lo lắng đâu. Các bạn đã thấy được là hai tuần trước đó, thì cũng có rất là nhiều tiền đi vào thị trường này và chúng ta đã thấy được là tuy là tiền rời khỏi Bitcoin và Ethereum trong những cái quỹ này, nhưng mà chúng ta thấy được là Bitcoin, Ethereum họ vẫn lưu trữ rất là nhiều. Các bạn khi mà so sánh số tiền đó, thì Bitcoin họ lưu trữ 36,9 tỷ đô la Ethereum đó thì họ lưu trữ là 14,3 tỷ đô la, trong khi những đồng khác các bạn thấy được là chỉ tính theo là giống như là 400 triệu, 200 triệu mà thôi. Bitcoin Ethereum vẫn là hai đồng đứng đầu hiện bây giờ mà những quỹ đang lưu trữ cho nên cũng chưa có gì gọi là lo lắng đâu. Đối với thuần chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái tài liệu này hàng tuần như là thuần đã chia sẻ với các bạn nhưng mà cũng không phải là thông tin nào hôm nay cũng là xấu đâu các bạn thấy được là hôm nay nên chúng ta có một cái tài liệu tài liệu này đó là đến từ ngân hàng Bank of America và đây là tài liệu đến từ cái người đứng đầu của cái chiến lược đầu tư của Bank of America là Michael Hoenig và các bạn phải biết được là Bank of America là một trong những ngân hàng rất là ghét crypto trước đây nhưng mà trong vòng năm qua hầu như là họ đã all in thị trường này rồi các bạn thấy được là cái người đứng đầu chiến lược đầu tư đó Michael Hornet của Bank of America nói gì? Nói là chúng ta thấy cái sự khủng hoảng tài chính kế tiếp đó là sẽ liên quan đến phần trăm lạm phát cao và dẫn đến cái phần trăm tiền lời của Fed cao quá khiến cho thị trường nó sẽ đi vào tình trạng là khủng hoảng và thêm vào đó nữa đó là Fed sẽ bắt đầu là bán cái tài sản trái phiếu của mình và điều này cũng sẽ tiếp tục châm dầu vào lửa khiến cho cái khủng hoảng tài chính là khó có thể tránh khỏi được đó là suy nghĩ của ngân hàng Bank of America mà thôi nhưng mà lý do tại sao thường chia sẻ thông này đó là rất là thú vị và Bank of America lại nói là chúng ta có thể thấy những cái tiền điện tử, những cái crypto và những cái gọi là commodity có nghĩa là những cái hàng hóa mà trong đó đó đương nhiên thường nghĩ là phần lớn họ nói tới kim loại như là vàng thì họ lại nghĩ là vàng và tiền kỹ thuật số và họ lại nói là tiền mặt thường không nghĩ gì đi như vậy đâu nhưng mà thường thấy được là ít ra họ cũng nói được là trong cái tình trạng mà khủng hoảng tài chính á thì Bank of America vẫn nghĩ là crypto sẽ là một trong những tài sản sẽ nhận được nhiều cái lợi ích những nhà đầu tư đó họ sẽ không còn nhiều nơi lựa chọn khi mà khủng hoảng xảy ra nó nó không giống như là tình hình dịch bệnh à, chúng ta thấy được là khi khủng hoảng xảy ra đó thì có thể là những cái công ty đó cổ phiếu sẽ đi xuống tại vì khủng hoảng thì không có kiếm được nhiều doanh thu giá cổ phiếu sẽ đi xuống thì sẽ dẫn đến là những cái tiền kỹ thuật số có thể là có được cái phần trăm lợi nhuận còn cao hơn cả trái phiếu và chứng khoán đó là cái tư tưởng của ngân hàng Bank of America hiện bây giờ đương nhiên đây là một cái hộp dụng muốn chia sẻ với các bạn và thêm vào đó đó không phải ai cũng sợ đâu các bạn thấy được hôm nay chúng ta lại nghe nói tới thông tin được chia sẻ bởi Do Kwon của Terra Luna lại tiếp tục thu mua thêm 4.000 Bitcoin có nghĩa là khoảng 100 triệu đô la tổng cộng Các bạn thấy được là cái số tiền này đó À, vẫn tiếp tục gửi lên trên sàn Binance để mà mua thì chúng ta thấy được là không giống như là những công ty khác. Theo Luna thì muốn mua cái giá spot và ước tính là họ mua là khoảng chừng là 43.000 đô à, và theo thông tin này đó cái tài liệu này họ đã mua ngày hôm qua rồi. có nghĩa là ngày chủ nhật. Nhưng mà cái giá đó thì cũng tăng lên 43.000 rồi sau đó lại tiếp tục đi xuống mà thôi. Hầu như là cái thông tin này, cái số lượng mua nó cũng không có đủ. Tại vì có quá nhiều tin phết trên thị trường. Nhưng mà họ đã mua thêm 4.000 Bitcoin. Và tổng cộng đó, cái địa chỉ ví à, của Luna đó, các bạn thấy là có rất nhiều người bây giờ quan tâm đến tài liệu này. Cho nên họ theo dõi địa chỉ ví này thường xuyên. Thì cho thấy được là trong địa chỉ ví của Luna đó, đang à, có tổng cộng ngày 6 tháng 4 là 35.767 Bitcoin và bây giờ đó đã lên tới 39.897 có nghĩa là lưu trữ tổng cộng là khoảng chừng 1,6 tỷ đô la có nghĩa là phần nửa cái số mà họ sẽ mua đó họ ước tính mua là khoảng chừng 3 tỷ và có thể lên tới 10 tỷ tùy theo là tình hình nhưng mà các bạn thấy được là con số này 1,6 tỷ thì nghe rất là nhiều à, và các bạn hãy nhớ là Tesla trước đây chỉ mua có 1,5 tỷ mà thôi nhưng mà các bạn thấy được là Tesla đã thực sự lúc trước là họ bỏ ra 1,5 tỷ đô la nhưng mà họ mua con số lượng nhiều hơn tại vì giá bịch con lúc đó đó thấp hơn cho nên họ lưu trữ tới 43.200 nhưng mà nếu nói tới những công ty lớn mà các bạn biết đó thì bây giờ Teluna đã chỉ có thể nói là đứng sau MicroStrategy và mà Tesla mà thôi chúng ta không nói tới những dự án như là Block One thì lưu trữ vẫn còn 164.000 bịch thôi MT Gox vẫn lưu trữ 144.000 Bitcoin đó chính là cái sàn bị phá sản năm 2014 đó và đương nhiên lớn nhất bây giờ là Rayscale lưu trữ 654.885 và họ vẫn đang chờ được SEC duyệt để có thể là chuyển cái quỹ này trở thành cái quỹ Bitcoin ETF nhưng mà ít ra thì bây giờ ra theo luôn là cứ tiếp tục thì có thể là qua mặt luôn cả Tesla và thậm chí có thể qua mặt luôn cả MicroStrategy tùy theo là giá cả là bao nhiêu và thuận thì làm gì ngày hôm nay thường đã chia sẻ với các bạn đó là sáng nay thị trường đỏ quá và thuận vừa đi chợ và mua gì mua thêm BTC và đây là cái thống kê danh mục đầu tư mới nhất của thuận thuận sẽ làm hai điều hôm nay trước hết thuận sẽ chia sẻ danh mục đầu tư của thuận update cho các bạn các bạn cũng đã quen nhìn thông tin này rồi rồi sau đó chúng ta sẽ DCA hôm nay là ngày thứ hai chúng ta sẽ dành thời gian để mà xem cái tài khoản mà thuận tạo với các bạn thường như rồi đó đây là cái tài khoản demo mà thôi để cho các bạn thấy được là DCA dài hạn đó thuận mời các bạn cùng nhau sẽ DCA cho một cái danh mục này để xem coi là trong thời gian dài sẽ ra sao Nhưng mà trước hết thì đây là cái danh mục đầu tư của thần update hồi sáng này Các bạn thấy được là 48% bây giờ đó là BTC 30% bây giờ đó là Ethereum, 10% là BNB, Cardano là 8%, BitDAO là 1%, CRO là 2% Và một số những đồng nhỏ khác như là Solana, FTT, Polkadot là khoảng 1% và phần lớn bây giờ vẫn nghiêng về Bitcoin và Ethereum đối với Thuận Đương nhiên Thuận Đức là tin tưởng hai đồng này đã nhiều năm rồi các bạn cũng đã biết Và cái số lượng mà Thuận đầu tư crypto bây giờ đã chiếm bao nhiêu phần trăm tổng tài sản Đó chính là gần như 42%, 41,9% Bây giờ đây Thuận muốn chuyển qua để mà chia sẻ với các bạn Chúng ta hãy cùng nhau DCA vào cái danh mục chúng ta tạo từng vừa rồi Thuần nhiên, tôi vừa rồi đó đã chia sẻ là Thuận sẽ bắt đầu Tại vì thường nhận được rất nhiều câu hỏi đến từ à, nhiều bạn liên quan đến là à, Thuận nói về trung bình giá nhiều trên à, cái channel Cũng chia sẻ nhiều video là tới trung bình giá Nhưng mà cũng muốn biết là cái cơ chế của Thuần trung bình giá là như thế nào Cho nên Thuần tạo một cái danh mục Thuần vừa rồi đó Và Thuần sẽ bắt đầu từ Một ngàn đô trong danh mục này trên con Đương nhiên đây không phải danh mục tư của Thuần Đây là nếu như Thuần có một ngàn bây giờ thì sẽ đầu tư như thế nào Và mỗi tuần chúng ta sẽ cùng nhau đi xem 1.000 để xem coi thời gian dài hạn, các bạn muốn thấy kết quả đó là phải chờ hai năm nhưng mà không sao chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem coi là hai năm sau danh mục này nó sẽ ra sao, các bạn sẽ thấy được cái hiệu ứng của trung bình giá lên xuống như thế nào. Nhưng mà các bạn thấy hôm rồi, hôm tuần vừa rồi đó chúng ta bỏ vào 1.000 đô thì đương nhiên giá đi xuống từ tuần vừa rồi đó là chúng ta bây giờ đang lỗ 15%. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trung bình giá Và cái cách thường trung bình giá đó thì cũng đơn giản mà thôi Nếu như mà Thuận bắt đầu ngày hôm nay đương nhiên danh mục của Thuận thì nó khác một chút Tại vì danh mục đầu tư của Thuận đã có từ nhiều năm rồi Cho nên nhiều năm qua thì Thuận mua nhiều đồng ở lên rất là cao Cho nên điều chỉnh phải tốn thời gian Nhưng mà nếu như mà bắt đầu ngay bây giờ đó Thuận sẽ lựa chọn 10 đồng có vốn hóa cao nhất Và 10 đồng có vốn hóa cao nhất này đó là Thuận sẽ không tính những cái đồng ổn định thì thuận sẽ chia ra các phần trăm như là các bạn thấy được là hiện bây giờ đó bên cái uh, cột này đó là cái market cap bây giờ của những đồng này là bao nhiêu và thường chia ra phần trăm đó là như vậy thì mình nên lưu trữ bao nhiêu phần trăm của những đồng này và cứ đơn giản gì mà thôi và đối với lại một ngàn ngày hôm nay đó thì các bạn thấy được là năm đồng mà nổi bật mà chúng ta sẽ DCA đó chính là BTC, uh, BNB, Solana, Luna và AVAX thì chúng ta sẽ bắt đầu là BTC thì 1.000 đô chúng ta sẽ trung bình giá là 200 đô thì chúng ta sẽ coi coi là 200 đô mua được bao nhiêu BTC thì 200 đô là mua được khoảng 0.0051 BTC với mức giá hiện bây giờ cho nên thường sẽ bấm submit tới đây ok kế tiếp là chúng ta thấy là BNB thì cũng 200 đô ngày hôm nay thì BNB thì các bạn có thể mua được là 0.51 BNB với cái mức là 2.51 đô thường sẽ bấm submit kế tiếp là đồng nào kế tiếp đó là chúng ta nói tới Solana thì uh, Solana chúng ta có thể mua được là khoảng 2 Solana ở mức là 198 đô thường sẽ bám submit Kế tiếp nữa là chúng ta sẽ DCA vào đồng Luna, so Tera Luna. Chúng ta sẽ mua được 2,4 Terra Luna. Và cuối cùng 200 đô còn lại chúng ta sẽ mua đồng AVAX. AVAX chúng ta sẽ mua tổng cộng là bao nhiêu? Chúng ta sẽ mua tổng cộng là 2,7 đồng AVAX với mức giá là 201 đô. Thì các bạn được là chúng ta lại mua thêm 1.000 đô ngày hôm nay và mỗi tuần chúng ta sẽ mỗi mua. Và xem coi là dài hạn đó thì trung bình giá chúng ta sẽ thấy như thế nào. À, trong thời gian dài hạn Một số bạn hỏi thường đó là Nếu chúng ta thấy có một đồng nào đó Đã không còn nằm trong cái danh sách à, top 10 nữa Thì thường có thay đổi đồng đó hay là không Thì đương nhiên này sẽ thay đổi Nhưng mà thường chỉ thay đổi là mỗi một cái quý mà thôi Chứ không phải là thay đổi hàng ngày Thường sẽ chia sẻ những cái thời điểm đó với các bạn Cho nên các bạn hãy tiếp tục theo dõi Để xem coi danh mục này sẽ đi đến đâu một số những thông tin còn lại đó thì thông tin mà các bạn có thể đã nghe rồi là Elon Musk cuối cùng đó thì đã không có tham gia vào cái hội đồng quản trị của Twitter lý tại sao thì không có ai biết được chúng ta nghe cái thông báo đến từ bên Twitter mà thôi không rõ là Elon Musk không muốn tham gia hay là ở bên hội đồng quản trị của Twitter cuối cùng suy nghĩ lại không muốn Elon Musk tham gia không ai biết được như thế nào nhưng mà cuối cùng đã thông tin là Elon Musk đã không có tham gia vào hội đồng quản trị của Twitter thường thì nghĩ đơn giản thôi, tại vì Elon Musk rất là bận, các bạn thì được là ngoài trừ công ty Tesla, công ty SpaceX, Elon Musk còn nhiều cái công ty khác nhỏ hơn như là Boring vân vân, cho nên thêm Twitter nữa thì còn thời gian đâu nữa. Nhưng mà có nhiều cái thuyết âm mưu được chia sẻ mà thực cũng muốn nói sơ so với các bạn. Nhiều người nói là Elon Musk không có muốn tham gia vào hội đồng ban quản trị của Twitter lý do là tại vì khi các bạn là hội đồng ban quản trị đó thì các bạn chỉ có thể lưu trữ cao nhất là 14,9% của công ty mà thôi. Elon Musk bây giờ lưu trữ là 9,2%, nhưng mà nếu như mà Elon Musk thật sự là muốn làm theo ý mình đó, thì 9,2% là không có đủ Và thậm chí là 14,9% cũng không có đủ đâu, Elon Musk cần phải có cái phần trăm à, trong công ty cao hơn Cho nên vì lý do đó như người nói là Elon Musk có thể là âm thầm không có tham gia vào cái hội đồng quản trị của Twitter Để có thể là âm thầm thu mua thêm cổ phiếu của Twitter à, để mà mình có thể là tự quyết định mà không phải thông qua hội đồng quản trị thì đây là một thứ mô bình thôi, thì không có biết là cây chính xác như thế nào Nhưng mà các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới Cái thông tin này đã cũng khiến cho uh, Twitter thời cái hôm nay đó thì đóng lại thì cũng không có uh, phải là xuống gì Các bạn thấy được là cũng tăng 1,69% còn uh, after hour đó là xuống 0,7% hiện bây giờ Và Elon Musk cũng nói là có thể là cái à, dịch vụ Twitter Blue của Twitter đó các bạn nào mà sử dụng Twitter có biết các bạn có một cái dịch vụ gọi là Twitter Blue thì dịch vụ này là cái dịch vụ các bạn đóng tiền thường nhớ là khoảng 3 đến một tháng đó thường dưới đây cũng đã có đóng rồi nhưng mà ba đâu đó thì các bạn có thể à, giống như là theo dõi một số người à, Twitter nó sẽ làm bây giờ sẽ theo dõi dễ dàng hơn các bạn có thể là edit khi mà các bạn à, đã đăng rồi nhưng mà trong thời gian ngắn mà thôi thực ra cũng không có gì đặc biệt đâu Blue thì cũng không có thích lắm cho nên cũng không có sử dụng hiện bây giờ Nhưng mà Elements nói là dịch vụ TWS đó thì nên cho thanh toán bằng đồng Dogecoin Thì đây cũng là thông tin liên quan tới Dogecoin mà thằng muốn chia sẻ với các bạn Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã thấy được là cái NFT của Snoop Dogg đã có mặt ở trên Cardano à, Và cái NFT này đã là một những cái bài hát của Snoop Dogg mới mà chưa có ra đó Thì được lên trên NFT của Cardano, đây là thông tin liên quan tới NFT À, giữa Stoop Dog và Cardano mà muốn chia sẻ với các bạn và đây là tất cả những thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Các bạn có những cảm nghĩ gì? Các bạn hãy comment ở bên dưới cái video này. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Như bên nào mà con thú đó muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được giảm phí giao dịch hay là nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn như là sàn Binance các bạn có thể được giảm tới 20% cái phí giao dịch khi mà các bạn tham gia thông qua liên của Thuận Capital cũng như là các bạn có thể nhận được giảm 10% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX cũng như là sàn Bybit được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên và có thể nhận được những cái bonus đến từ Bybit, SnapX, Asaniex, KuCoin vân vân và những bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu sàn Binance US hay là Coinbase Và các bạn cũng có thể tìm hiểu những ứng dụng lending để mà lấy lại hàng tháng đến từ những cái ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi Và đương nhiên Crypto One ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà nhiều bạn cũng đã biết Tất cả những thông tin chi tiết đều nằm bên dưới cái video này Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn